Hi, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feang. Tiếp tục hành trình đi thăm các công trình trên khu vực xã Minh Ngọc ở huyện Bắc Mê của Feang Feang. Hôm nay rất là vui, vừa nãy có kết thúc ở ngoài nhà bà Lạ, cô Lạ độc thân ở ngoài 31 thì tiếp tục hành trình nhà Feang đưa mọi người đến thăm nhà của bạn Tài. Hoàn cảnh của nhà Tài này thì là cũng rất là khó khăn bởi vì ở vùng sâu vùng xa trên cao. Ngôi nhà bé tí, ngôi nhà thì bây giờ vẫn còn, tí mọi người lên xem được. Hoàn cảnh là bạn ấy cũng khó khăn là năm ngoái thì là có một người con. Nhưng mà do là kém hiểu biết và xa nữa, không có tiền đưa đi bệnh viện nên là bị mất một đứa. Hiện tại thì còn một em nữa thì đưa mọi người đến xem. Ngôi nhà được bác Phó Đức An giúp 108 triệu, 100 triệu và 8 triệu là giúp tiền ăn. Thì cái quá trình xây dựng ngôi nhà này cũng gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì Feang đã cũng đã rất sát sao rồi, chỉ bảo xây dựng ngôi nhà nhưng mà do là em ấy còn là thanh niên trẻ nên là Feang sẽ cố gắng là giúp cái phần vật liệu là cho em ấy, là còn cái phần công xây ý, thì em sẽ tự cũng đâm, ban đầu cũng thống nhất là em ấy sẽ là mượn người về xây. Đấy, cái quá trình xây dựng ngôi nhà thì nó cũng có sai sót rất là nhiều nhưng bây giờ các em đã sửa rồi. Thì bây giờ anh dẫn Pơ, Ai Mí với cả anh Chợ Phiên Tây Bắc đến thăm nhà của bạn Tài. Thì đến với cả nhà bạn Tài thì cũng rất là trân trọng cảm ơn là anh Chợ Phiên Tây Bắc góp giúp cho nhà bạn Tài một bao gạo, một thùng mì. Còn đặc biệt hơn nữa là kênh của Bếp Trên Bàn, Pơ, Ai Mí và em Yến nữa là giúp cho hôm nay là bánh kẹo cho trẻ con này. Thịt là cho bà con này góp một ít thịt, hơn 3 cân thịt để bà con nấu ăn một bữa. Trân trọng cảm ơn mọi người nhé, đã đến thăm xong là cho gạo. Gạo thì là mọi người ăn này, còn mì tôm ăn sáng này, đấy, bánh kẹo cho trẻ con này, thịt này. Cải thiện cái bữa ăn. Rất là ý nghĩa. Trong ngày hôm nay thực ra thì buổi sáng thì anh em mình cũng có đi một trường hợp rồi. Nhưng mà đến với trường hợp này thì cái đường đi nó còn gọi là khó hơn nữa. Đây, mọi người nhìn phải này, cái xe hả? Máy ấy, để đây là chỉ để cho nó vui thôi. Họ chỉ là để trưng bày thôi. Để lâu lắm rồi. Đúng rồi. Nếu như mà trời nắng ấy thì là có thể đi được xe máy. Đấy là có thể thôi nhá. Còn trời mưa thì nói chung là chào tạm biệt mọi người nhé. Là đi, tức là đi bằng xe của bộ. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Đấy. Đi lên trên này xây là nhà là rất là khó khăn, tốn nhiều chi phí nữa. Đúng rồi em ạ, bởi vì trên này đồng bào cũng giống các em thôi, là do họ đấy ở trên vùng cao lại không có điều kiện. Nghe Feang nói là tại vì là ngôi nhà này cũng lâu rồi nhưng mà thực sự là nếu như mà mọi người lên đây thì mới biết được là gia đình bạn ấy là đi nó vất vả. Thế nên là quý các bác, các anh, các chị thì cũng phải thông cảm cho cái điều đấy. Bởi vì mình là vận chuyển đấy, cái công vận chuyển vật liệu. Mình là cái người thực tế mà đi đến đây thì mới biết được rằng là cái khâu mà vận chuyển và đi vào, đúng rồi. Cái con đường mình đi bộ đã thấy trơn lắm rồi. Đi vào sâu như thế này thì nó đã tốn rất là nhiều thời gian rồi. Đấy, là có những hôm mà mới đầu mà chuyển vật liệu về 50 người, 60 người là chỉ gùi thôi, gùi bằng cái quẩy tấu của mình ấy. Là phụ nữ thì gùi được khoảng tầm 3 xẻng cát. Đấy, người lớn khỏe mạnh hơn, đàn ông mạnh mẽ hơn như Feang Feang chỉ gùi được khoảng tầm 5 viên gạch bê tông thôi. Nên là mất gần 1 tháng để chuyển vật liệu. Xong là này, xây thì mấy hôm nó bị mưa, với cả họ vào đúng mùa thu ngô ấy. Công vận chuyển vật liệu là vất vả nhất. Đường không chở được xe máy. Từ ngoài đường lớn vào đây nó phải hơn 1 km. Hơn 1 cây. Hôm nay là cũng vất vả cho mọi người đi bộ thôi. Pơ, Ai Mí, có mỗi Yến. Yến là xin lỗi các bác quá. Là Yến là đi với anh Giai Bản, đi xe máy nên đoạn kia là đi trước. Kia kìa, đang ngồi thu lu một đống ở dưới gốc cây. Ở trên này là chỉ có mấy hộ thôi, 3-4 hộ sinh sống ở trên này. Người ta đi bộ, bà đi xe thì chả chậm, chả nhanh. Anh thì anh cũng đi khá nhiều các công trình của, ví dụ như là đi cùng Bếp Trên Bản đi nấu ăn với bà con, hoặc là đi cùng bạn Hải Sapa TV là đi giúp đỡ, rồi đi cùng bạn Nguyễn Tất Thắng. Nhưng mà đúng chưa lần nào là đi cái đường nó như thế này. Đây,
Đấy. Nhà này là bên cạnh nhà một người em của bạn đấy. Bạn đấy tên là Tài, giới thiệu với mọi người bạn ấy tên Tài. Còn đâu vợ bạn ấy tên là Đành. Đành. Tài Đành. Không, nhà bên trong cơ. Nhà Tài Đành này thì là cũng là người Mông các em thôi. Nên các em có thể nói chuyện bằng tiếng phổ thông với mọi người cho thân thiện. Mọi người nhìn thấy người Mông là thấy quý rồi. Đây cô, này. Các bạn ấy cũng nuôi được mấy con lợn. Hả? Hai con lợn này, con lợn bé ở nằm trên lợn to con này. Yến phát hiện ra nhiều cái hay thế nhỉ? Anh em chưa phát hiện ra mà Yến đã nhìn thấy. Đây, giới thiệu mọi người ngôi nhà. À, cũng sắp xong rồi. Chào nhá. Chào các em thôi. Chào nhá. À, hôm nay là cầm cửa được hết rồi anh nhỉ? Đó, các bác. Giới thiệu với các bác đến ngôi nhà. Các em, ngôi nhà của em Tài. Do bác Phó Đức An giúp. Chào cô nhá, chào chị nhá. Đấy, chào đang hạ nhá. Lên rồi, chuẩn chưa? À, đẹp rồi. Đây, mới đầu bị nỗi đây mọi người. Là xây nền thấp, nên là phương án là phải hạ vào. Em đi vào trong này cho hạ sân, lắng. Hạ sân đúng không? Hạ sân, hạ sân. Bài này hết cách rồi nhưng mà vẫn phải ấy. Mình đi qua đấy đi. Anh em ơi, mình đi xuống dưới bếp qua đã xong là mình đưa thức ăn cho mọi người. Xong là mình quay lên, quay chia sẻ với các bác. Chào các cháu nhá. Nho dòng như. Nho nho. Yến nho rồi. Chào nhá. Chào cô ơi. Đấy. Đúng rồi. Đi vào trong nhà cho được lắng đi. Đi vào trong. Đây cái ngôi nhà cũ đây mọi người. Đấy. Là vợ chồng con cái là ngủ cái giường này. Đấy. Đây là vợ anh. Đây bạn này chủ nhà. Đây. Em nói tiếng Mông. Nhất chế hả? Cái đây là mình không biết đâu á. Đấy, chị Bơ nói anh thì anh không biết tiếng nên là thôi. Anh không nói mình được. Mình đóng kịch câm. Đây là sẽ phát kẹo cho các bé đây. Các cô, các bé hôm nay là biết là các cô ở biết trên bản nên chơi. Nên là tập trung ở đây. Đây, cái gạo này thì đưa cho bạn chủ nhà. Đây, bạn đây. Em ra đây. Đấy. Cái này là của anh bếp anh chợ phiên Tây Bắc này. Với cả cái này này. Xin nhá. Là tí nào. Thôi cố gắng nhá. Anh không có gì cả. Anh chỉ có tình cảm thôi. Có mua ít thịt là thịt đây. Là tí nào. Để mọi người làm việc rồi ăn thịt. Tí nữa ba bạn giúp anh là cùng với em là giúp anh luộc thịt đấy đây. Này luộc thái rồi. Luộc thái xong là xóc muối nhá. Luộc thái xóc muối. Mình để đây đi cho đỡ nặng xong là tạm thời là giúp anh mấy cái song để còn đâu anh đưa mọi người đi ngắm qua ngôi nhà đã. Nhá Đành nhá. Đây mình đi ra. Có ba mua. Em nhờ bác nào giúp cho cái chảo, anh em mình đi. Thì sẽ Pơ sẽ để đây chị tí nữa là cho các chị là phát cho các bé. Đấy nhá, Pơ mà không giải quyết đồng đều tí trẻ con đánh nhau là anh không biết được nhá. Đây em chia đều anh ạ. Phải chia đều cho các cháu. Em thấy ngôi nhà này thực sự là rất là đấy, khó khăn. Nhưng mà nhà này là bao nhiêu người ở đây? Nhà này là 3 người. Trên này là nhớ xưa. Trên này nó bỏ từ trên này mà từ nhanh nhớ à? Phê từ liệt bây giờ có anh Phê Phê làm nhà rộng rồi là chắc này là... Em hỏi là làm nhà mới bên này có thích không? Không có gì. Có thích không? Rông chi rông à? Hả? À, nghĩa cho chị nhỉ? Rông chị bảo là... Rông à? Tốt à? Rông xia. Bây giờ lại đang có em bé này này. Nhà mới là có em bé luôn. Nhưng không, hôm đi chuyển vật liệu cũng chưa biết đâu mà. Nhưng hôm nọ đau bụng đi khám chưa? Chưa. Không có thời gian đi. Thế còn đau bụng không? Có, thỉnh thoảng nó vẫn đau mà nhưng mà bây giờ vẫn đau thì đau ít. Thế chị có em bé thì chị đừng làm việc nặng nhiều quá nhá. Nhẹ nhẹ thôi đừng bê đồ nặng. Cũng thực sự với các bác cũng là người Mông thôi cũng nhưng mà thực sự so với cùng với Pơ, Ai Mi với Yến ấy, thì là cũng có thể là đồng trang lứa. Em sinh năm bao nhiêu? Con nói chuyện không là 99. Nhưng mà một cái là thực sự là không may mắn là do chị là mình là người Mông ở trên vùng cao này là làm nhiều việc là nhìn chị là sẽ lớn tuổi hơn
là cũng thật sự bởi vì Pơ, Ái Mỹ với Yến là được ra những cái khu du lịch làm ấy, nên là mọi người có tiếp cận được với cả văn hóa, với cả tiếp cận được cái thông tin, nên là mọi người không lấy chồng sớm là một, thứ hai là đỡ vất vả hơn. Như bạn ấy. Vâng, bây giờ chắc Pơ phải 2-3 con. thật sự luôn là. Pơ mà trên bản là 3. Đây em cứ nhìn phiên bản đây. Nếu mà em mà giống như bạn thì cũng thế thôi. Nhưng mà mọi người may mắn hơn. Nhưng mà thực ra là may mắn hơn là Pơ, Ai Mí với Yến là may mắn hơn, thì bây giờ là Pơ với Ai Mí là phải đi thêm vào những cái vùng sâu vùng xa, thêm vào những cái khu vực có người Mông mình, để tuyên truyền cho mọi người là không được lấy chồng lấy vợ sớm này, không kết hôn sớm này, và các cháu là phải đi học đó. Nên là thực sự là đi với Pơ, Ai Mí với Yến ấy, nhưng mà đặc biệt là Pơ, Ai Mí về một người Mông hết, nên là vào bản thì cũng mong muốn là Pơ, Ai Mí ngồi chơi nói chuyện cho mọi người biết được là đấy, mình cũng là người Mông nhưng mà mình không lấy chồng lấy vợ sớm này, xong là sau đó là mình đi ra ngoài mình làm ấy, thì là cuộc sống mình sẽ tốt hơn. Đây các bạn này cũng thế thôi, cũng toàn chín mấy nhưng mà con nheo nhóc này. Đấy, con đã chín chưa mà? Bạn là 26 tuổi. Ừ. Là chị. Vâng ạ. Đi anh em mình sang sang nhà đi, đành đi cùng với các bạn. Các bạn thôi nhá. À, 99 là Pơ vậy anh? Vâng. Em gọi là chị. Còn đây là Pơ thì là chị. Đấy. Mày qua mình ra là trời nó đỡ lắng. Đây các bác cái nền nhà đây. Bây giờ là đội thợ xây đã hạ cái nền xuống rồi, móng xuống rồi. Nên là cái nền nhà là cũng đảm bảo nó cao hơn, nó không bị nước vào. Đấy. Là thật sự là anh xin lỗi mọi người nhưng mà trước đây ấy, đặc điểm của các bác người Mông mình ấy, ở bên này ấy, thì làm nhà thì xây tiệt luôn. Đúng rồi, là bệt luôn với lại cái móng. Đấy. Nên là nó sẽ bị nước trào vào nhà. Cũng không có móng. Đấy bây giờ là mọi người hạ cái nền xuống rồi nên là các bác cũng thấy nó đảm bảo. Đấy. Mà mưa là nó sẽ không vào trong. Đúng rồi. Bên trong nhà nữa. Với cả nhà Tài nhá, mai kia làm cái bán mái ra đây cho anh. Đấy, thì là chỗ này nó có cái mái nó rất là rộng. Nhà em là còn trẻ, hai vợ chồng cộng với cả con nữa, bây giờ có thêm một đứa nữa thì là mai kia 3-4 người. Nên là làm cái nhà to hơn, rộng hơn. Nhưng mà em thấy trong nhà rộng không nhỉ? Nhà rộng đấy. Rồi. Tài hôm nay làm cầm được cửa cho em, làm đo như này là cầm được rồi đúng không? Còn cửa bên này chưa làm được đúng không? Như thế này là cũng đo. Các bác thợ đây đang đo cửa đây rồi. Làm cửa này đo thì bao giờ làm xong được nhỉ? Cầm cửa hết thì cái trong này không phải đo, cái này buồng cửa phòng này chưa làm vội. À, chưa làm đây làm cửa sổ trước, cửa sổ làm chấn xong. Làm các chấn xong, cửa bên kia cũng làm chấn xong. Là có những cửa chính này là mới phải làm cửa sổ, cửa cánh này. Cửa này là một này, cửa bên nhà bếp kìa. Có nghĩa là lúc mà các cái phần chính này đóng cửa vào là đóng cửa này này, đóng cửa bếp này vào người ta không vào nữa. Còn chấn xong này Tài nhá, em còn trẻ tìm lại gỗ cũ anh để đóng cái cánh cửa, em hiểu chưa? Anh làm chấn xong cho. Còn đâu cánh cửa thì em phải tự làm. Cái tiền mà còn lại đấy thì nếu mà anh thuê anh làm cánh cửa sắt thì cũng được, nhưng nó tốn tiền. Nhưng mà vẫn cái số tiền 108 triệu của bác An giúp ấy, là em làm được cái gì thì em sẽ làm. Sau đó là anh sẽ tận dụng là mua những cái mà em không làm được cho em. Ví dụ mua chạn mát này, mua giường này, mua chiếu. Chưa? Còn rất là cảm ơn các bác, các anh chị. Ồ, thằng này hôm nay khá thế nhỉ? Giúp Tài bao giờ? Giúp Tài bao tuổi rồi? Hôm nay 26 tuổi. À, 26 tuổi. Em phải cảm ơn đầu tiên là bác Phó Đức An. Cảm ơn các bác Phó Đức An. Và những người bạn của bác đấy, đã giúp một con ngôi nhà. Được một cái ngôi nhà cho cháu. Cháu rất vui rồi. Đấy. Anh em thợ cửa cho mình bảo đấy đây này. Cửa này nhá là một nhá. Cửa sổ một này, cửa kia là chấn xong là hai này. Đây cánh cửa này cũng là cửa chấn xong hết. Đây. Cái này là chấn xong hết. Ông Tài xem là chát nốt cái này để cho anh em người ta cầm cửa chuẩn nhá, kích thước nhá, không cái lúc. Cái này cũng làm to như nhau hết, cửa sổ này làm to như nhau hết. Đấy, những cái này là đều làm chấn xong hết. Đó, đây này. Cái cánh thì là tận dụng những cái gỗ mà cái nhà cũ ấy, mình có thể đóng được cái như đấy thì nó sẽ đỡ chi phí. Kiểu như là đóng loại cột, loại chấn xong. Chấn xong là trộm nó không chui vào được rồi. Đấy, đây nữa này. Đấy, kia đo hết rồi. Anh em đo đi xong là lấy kích thước tí báo tôi ra bao tiền nhá. Tổng là cửa các chấn xong, cửa sổ, cửa chính với cả cửa này. Đây xuống đây. Đây. Ôi, anh Quân, cho em nhờ tí. Ở bên trong này là nhà bếp đúng không? Anh phải buộc đá vào chân gió bay mất đấy. Gầy quá. Đây là bếp này, đây à. Em ơi. Ngủ mà có thoải mái luôn. Đây này, đây là đây nhá, cái cửa này nữa là đo Tài chát nốt cho em, anh em cầm cửa.
Chát đốt cái cửa này đi để anh em nó đo nó cầm cửa. Ừ, đây cửa này nữa. Còn nhà tắm nhà vệ sinh bên này đúng không? Thế hôm nọ bảo là thuê thợ chưa thuê à? Thuê nhưng mà chúng lại về làm được 2 ngày thì lại không có thời gian để làm. Chát này bao giờ xong? Cái khu dưới bếp bao giờ xong? Khu bếp này à? Nếu mà có cắt có xin thì chắc tối nay xong. Nhà Tài là thêm 3 khối cát xây nữa các bác để đổ lên, cộng với cả thêm 2 tấn xi nữa. Tổng nhà em lên mười mấy tấn xi, 15, 16 tí thanh toán anh biết. À, cũng xin phép các bác là hôm nay là Phèng sẽ thanh toán luôn là cái tiền vật liệu cho nhà em ý. Hôm nọ là mái tôn thì Phèng thanh toán hết rồi, 26 hay 29 triệu thì Phèng cũng không nhớ rõ, nhưng Phèng đã công bố cho các bác biết rồi. Đó, thì là nấp cái này rồi sáng nay à? Vâng. Ừ, đào kia hấp nấp vào đây thôi. Cái này hôm qua đập xong hôm nay nấp. Hạ cái nền kia. Nói chung là cái bếp này như thế này với hai vợ chồng và sau đó sẽ là hai đứa con nhỉ. Nó cũng khá là rộng rãi, với bên kia là hai phòng ngủ nữa. Nên là anh thấy như này là cũng hợp lý lắm rồi. Đó. Đấy, sang đây cho Pơ Ai Mí tham quan ngôi nhà được không? Tạm không? Đây là hai vợ chồng ở quá thoải mái anh ạ. Mai kia Pơ Ai Mí làm nhà cứ gọi anh sang thiết kế cho. Em chỉ có một ngôi nhà nhỏ thôi. Thực ra thì anh cũng đến chơi nhà Pơ Ai Mí rồi, thì nhà Pơ Ai Mí vẫn là cái nếp nhà truyền thống. Đấy, nói thật lòng nếu như để nói về hiện đại thì nó cũng không đẹp bằng cái nhà này đâu. Anh nói thật như thế. Đúng rồi, nhà này là vừa to vừa rộng, xây chắc chắn nữa. Đấy. Cũng thay mặt cho kênh Bếp Trên Bảng cũng như là chợ phiên Tây Bắc là cảm ơn bác Phó Đức An, người đã hỗ trợ cho em Tài và cũng qua đó để nhờ Phèng và giúp đỡ để có thể xây được cái ngôi nhà đẹp để cho em Tài có một cái cuộc sống nó tốt hơn, để em ấy làm kinh tế nó tốt hơn. Đấy, thực ra bà con sống ở trên này thì nó khá là vất vả, mà có những người như em Phèng và có những người như bác Phó Đức An nhỉ, để có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa. Hy vọng là các bác xem cái video này là sẽ biết được những cái hoàn cảnh nhiều hơn nữa để cho em Phèng em đi làm cái thiện nguyện nó tốt hơn. Thì cái đấy là em rất là cảm ơn các anh chị và các bác đã hỗ trợ làm được cái nhà vườn đẹp cho em. Đấy. Để làm cái nhà này thì rất là cảm ơn các bác với anh Phèng và đi qua đi lại đường khó khăn nữa, vất vả. Nói chung là ngôi nhà này các bác là ban đầu ấy thì là nỗi như nào các bác sẽ thấy rồi. Một là móng nhà đầu tiên là làm không đúng, anh đã chỉ bảo cho em ngay từ đầu rồi, nhưng mà em bảo là em biết rồi, em làm là em sai. Đấy, là cái móng nhà. Thứ hai là cửa sổ. Đấy, là hai. Thứ ba là cái bầu lò em xây vào trong. Thứ tư là cái bể phốt bên trong. Nhưng mà bây giờ tất cả những cái hạng mục mà sai thì anh em đã sửa xong hết. Đó. Là bây giờ chỉ có mỗi cái là thời gian chát mới ở xây là không biết là bao giờ xong thôi. Chát này là nếu mà có hôm nay có xi rồi thì chắc chắn là hôm nay hoặc là mai xong hết. Còn nền nữa. Nền nhà. Còn cái nền thì tính cho vào một tuần nữa xong không tất cả? Một từ giờ đến một tuần nữa nó có xong rồi, một tuần nữa anh quay vào có xong không? Có. Tuần sau anh lại đưa các bạn vào tiếp. Một tuần nữa chắc chắn xong. Là một tuần nữa anh vào, anh đưa mọi người vào là chát xong cho anh nhá. Vâng. Lên xong nhá. Vâng. Ngoài kia xong nhá. Vâng. Cửa mấy ông cửa là một tuần xong không? Tuần là xong đấy. Cửa thì nhanh thôi. Được. Thế một tuần nữa là tôi vào là có cửa nhá. Có cửa là một này, đấy là các chấn xong cửa sổ này, cửa chính này. Đấy, Tài là phải giúp anh là mấy cái chỗ kia chát nốt vào cho anh em cầm chính xác. Đấy là anh em giúp cho một cái cửa chính, một cái cửa to bên đấy. Hai cái bên bếp có hai lối đúng không? Một lối vào nhà tắm, một vào nhà tắm nhà vệ sinh kìa. Cái nhà tắm nhà vệ sinh thì nằm ngoài thôi, tí chỉ cho. Hiểu chưa? Ở đó, đây một cái cửa này, bếp này, một cái cửa chính là hai cái này. Còn đâu tất cả các chấn xong của các cửa, còn cửa phòng này chưa cần. Đó, tạm thời như thế đã. Là giúp cho mình là thứ 7 tuần sau mình vào là xong hết. Còn đầu Tài giúp cho anh là chát xong hết này, lên xong hết này. Anh em mình còn vui vẻ, không đến lúc là làm lâu quá. Làm như kiến tha mồi các bác. Nhưng cái nhà này cũng là hơi khá lắm. Mày làm cái nhà này anh bị các bác chửi. Anh còn thật sự các bác là bác đăng video xong phải phải tắt mạng đi ngủ cho bình yên, không thì đi chửi. Rồi anh em rất là cảm ơn anh Phèng đến
đến nhà em lại bảo em mấy con để em anh phê là quan tâm rất là sát sao mọi việc luôn, xuất sắc luôn. Ông này là anh vào là hút thuốc lào là một, uống rượu là hai, nhưng mà từ ngày anh vào làm cấm luôn, không được hút, à, uống rượu thì một ít thôi. Bây giờ là anh phải làm nhà chắc chắn cho anh chị rồi, anh chị phải là cố gắng làm ăn để là sau này là con cái là được đi học hành cho nó tử tế, tử tế nha anh. Và bây giờ nhờ Pơ Ai Mí với cả bạn này đi tự đấy xuống bếp nấu cơm giúp anh nhá. Đây vừa đi vừa chém gió mọi người, nói tiếng Mông rồi. Mông mơ là đi làm cơm, em đi làm cơm nhá. Mình sẽ vào trong mình nấu cơm hôm nay là nấu cơm phụ các chị luôn. Cho nó để xì bún mỡ xì ủa. Vâng, bún mỡ. Bún mỡ. Cô ta hả? Cô ta hả? Cô ta hả? Cô ta hả? Dùng mỡ. Ừ. Xem trong này này. Nên là các chị là đang bây giờ là... Ở đây này, các chị nấu xong mềm mén rồi này. Cho nó là mỡ của bụi dơ. Dơ mà. Đây này. Đây các chị vừa hấp xong này. Đây là con mềm mén này. Món này là Pơ rất là thích luôn. Đây là mới thấy là cuộc sống bà con khó khăn. Còn đây là chuẩn bị luộc thịt này. Cái thịt lợn này là sẽ mang đi luộc. Cái tên ra luôn kể hả? Để cho mình dí đi cho nó ho lọ. Mình sẽ em. Đây nhá, từ múc một tờ. Cho lắm. Bây giờ Pơ sẽ cho nước vào để luộc. Cho nó nè, cho đi nó ra bún đế hò. Ra bún giáng để lo lo. Trên này là cũng ít nước ấy. Nên là mình cũng phải tiết kiệm nước cả nhà. Thế mình bỏ cái này xong mình cho thịt lên đây. Cho đi nó chỉ xuất xáo xu. Bún mông ra. Bún đế hò. Bơ đi lấy nước cho. Đây, nhớ bỏ ra đây. To lò. Ở bên này phải đi lấy nước ở bên này. Em có đi khó tư không? Nó là nên cho nó ấp cái gì xưa rồi. Mua một tí nhìn cho nó. Đây này, cái chỗ này là có cái cao su này. Nước là chảy từ trên kia xuống. Trước là Pơ và Ai Mí ra mèo vạc cả nhà. Nước ở cao nguyên đá trên đấy cũng ít nước ấy. Bà con cũng khó khăn đấy. Có gì Pơ để dưới này này. Không phải khó lắm. Không sẽ khó lắm. Hôm nay là các bác thông cảm với Pơ là anh Pơ là hôm nay giọng hơi là hơi đau họng. Mát nhờ. Hôm nay là ăn đơn giản thôi cả nhà. Người Mông thì chỉ có ăn thịt luộc với sốc muối thôi. Bữa cơm rất đơn giản. Ai Mí thổi đi. Lửa hơi bé. Cho nhiều củ nó sẽ lại càng. Cái nồi này là nồi thịt đúng không? Vâng đúng rồi. Đúng rồi. Trong này đang luộc thịt nha cả nhà. Thịt của Pơ với Ai Mí. Pơ Ai Mí đúng không? Ai Mí định nấu cơm giúp mọi người nhưng mà các cô các chị là đã nấu hết mềm mén rồi. Một nồi mềm mén to luôn. Mềm mén là ngon lắm. Đây này anh. Đó, bà con này trên đất chị là anh mềm mén thay cơm. Nhưng mà chân đầu mua mất xua chân nó phải hà lì vua mất mất. Đang ấm ấy. Ngon quá. Cho nó xem mó bây giờ. Để chút là mình sẽ được ăn. Có lấy học cho nhà cử lối mà tắt mà cho nó phải uống xít luôn này. Nên là con chi đun nó trâu quá. Anh ơi, mềm mén thường là các chị là sẽ làm nó mịn hơn nhưng mà hôm nay là nhà có hai mềm mén chị có nên là các chị làm cái này to hơn để là mình ăn nó no hơn ấy, no lâu hơn. Cảm ơn em nhá. Anh đang đói. Nên cho tờ nó nên cho cái này này cho cháy. Làm đấy mà. Chuyện này thì cũng sẽ rất nhiều cây hai giống lo sẽ. Thực ra nó rất đơn giản thôi. Nhiều nó chế nhớ chế chế nó chế chín mua. Sau đấy là thái ra và lấy que tre về đây. Muối là sau thủy tre thủy nước. Ok. Là cái gì nhỉ? Đây là vợ của gì nhỉ? Anh Thảo. Thảo về đây xem nào. Đây này. Nhân vật đặc biệt.
Anh Thảo là em của anh trai của anh trai của ông ấy. Anh trai của anh Tài. Tài. Của Mã Văn Tài, nhưng mà hôm trước ấy là có một cái như này. Bà này bà bị ốm, bà thiếu chất dinh dưỡng. Thế là thuê thầy cúng về đúng không? Để cúng đúng không? Con lợn nữa. Có con lợn bé bé là đang định mổ để cúng. Thế là gặp thầy Phen phát là đầu bắt ra bệnh viện luôn. Mày gặp anh Phen nhờ. Khỏe nhanh ấy. Con lợn bé bé này không là hôm đấy là con lợn chết mà cúng xong thì cũng không được gì cả. Đấy, mà không cẩn thận lại còn bị bệnh thêm. Thế ra bệnh viện chẩn đoán là thiếu canxi, thiếu chất dinh dưỡng. Rồi người ta truyền cho canxi, cho chất dinh dưỡng, thế là khỏe. Ở nhà không có gì ăn đói, xong rồi cứ bảo ma làm. Chả có ma là ma gặp ông Phen Phen thì chỉ có chết hết. Ăn nhiều vào, khỏe anh chị nhá. Thấy chị gầy quá. Đây là cứ phải học mấy các bạn này này. Có cái dây nào đeo ở cổ đâu. Đây là bùa bình an. Nên là chị mua một cái. Cái này nó bé bé, nó cũng giống như đồ trang sức thì được. Nhiều nhiều người làm hẳn cái cành chè to luôn. Đấy. Nhiều người buộc dây. Đeo hơi vướng nhỉ. Có một hôm có anh vào trong kia có ba cái đeo vòng dây chạc giống như con trâu luôn. Kéo mình dỡ ra, em mua cái dây chạc ấy, cái dây thừng đấy. Là mua hơn 500.000. Bảo tháo ra, kéo ra dài đúng hơn 2 mét luôn. Mỗi dân tộc là nó có khách. À chị là dân tộc Mông. Nên mà Mông là chị. Bé ở Mông Xuống. Mỗi vùng là sẽ có tín ngưỡng khác nhau. Bé ở Mông Xuống, bé chỉ ở trong. Như em chỉ vừa ai mí lên rừng suốt đây cũng làm gì có cái gì đâu. Bé Pơ thì lại không có cái hết phủi bẻ nhà ra luôn ạ. Cái vòng như là của chị ấy. Nên là nhiều khi mình cũng chưa biết tới đấy. Đúng rồi. Thực ra là bé giờ bé ở Mông Xuống, bé hai bé lù, bé hai chỉ dùng đi nhà non. Ngày xưa là y khoa nó chưa phát triển. Y tế các ngành nó chưa phát triển. Nên là người dân thường hay cúng người ta khỏe, với cả những người kiểu người ta xa quá ở vùng sâu vùng xa vùng cao quá nên đường đi bệnh viện nó khó nên đôi khi người ta cúng là chủ yếu là giải pháp trấn an tinh thần thôi chứ còn nó không hiệu quả gì cả. Nhưng mà em cứ nghĩ là giờ là bà con là cũng đi bệnh viện hết rồi, hóa ra là vùng sâu vùng xa là vẫn còn một số bà con nên mình cần phải đây là chính con là của bạn này này phải tuyên truyền nhiều hơn. Đứa bị mất đi là em hỏi xem. Do là không có tiền ở xa nữa hay là không hiểu biết đi cứ ốm rồi ở nhà cúng mất một đứa. Tôi mới nhập bông nọ. Mua từ bên Thái dầu. Chả bông nọ. Nửa mò cho nửa qua chín cho nó chỉ uống mù. Ôi chả có chỉ một bệnh viện. Uống mù mà ta mà giờ uống mù lì thao em nó chỉ cho. Nên là có thông cho chị có một cổng lọ. Thảo ước mùi nữ tư, thảo cố dù lại nữ tư, nó mì tạp nữ tư đuôn đuôi mà nhờ nữ tư là dùng đi thảo cố tớ ở cố tư mình nhớ lo hơn nữ tư đuôn đuôi mà ta giờ chỉ bao cả. Chỉ bao là chỉ tao từ dâu nó nói chỉ thảo nữ đuôn đuôi tiết nữ quá trình cho ấy dù mà đi mù. Dù mà mù bệnh viện là thảo dù mù trên nữ chinh giá. Nếu có mùa tao cho các bác nếu có mùa tao pet nó sẽ người tức phong à. Các con của chị là bị mất là bởi vì chị đi muộn quá. Đây là cũng là chị cũng ít đi bệnh viện ấy. Ít. Yeah, còn lùi ra mà dù mò đó chị là một dù khám bệnh viện bác sĩ á, bác sĩ hay khám lo nhiều á. Anh Mỹ vừa bảo chị là khi nào bị ốm á, ốm đau thì mình phải đi bác sĩ, đi bệnh viện. Không là không đi cúng ở đâu cả, cứ đi bác sĩ trước. Đấy là oan ra đấy, không đi kịp ấy nhỉ. Chỉ bao này, chỉ một này thầu một cho nó lấy tiểu môn chữ. Nhưng mà nó ở trên nương cơ, xa lắm, đi bộ xa nên là chỉ là không đi được. Chính ra là cũng một phần lý do mà Phen biết là hoàn cảnh gia đình khó khăn cộng với cả nhà là như thế nên là Phen mới quyết định bảo xin bác An là giúp là mua nhà
tại vì cũng là một phần quà để giúp cho bạn đấy. Thật sự là anh chị anh tài chị là rất là may mắn được bởi vì gặp anh Phen. Không là nhà anh chị là như thế này mùa đông năm tới là rất là lạnh mà các bé là mới có 1-2 tuổi thôi. Nhìn đâu cũng toàn cái khe cửa. Đấy thì cái này là liều mùa đông mà gió lùa vào ấy. Ông ấy đào cái rãnh nước để cho chảy ra ngoài này. Dạ, ngôi nhà anh chị hai vợ chồng chỉ có một ngôi nhà đơn sơ nho nhỏ như này thôi. Vâng. Đấy, may là gặp Phen và bác Phó Đức An, bác đã giúp đỡ để xây ngôi nhà này. Nhưng mà do quá trình xây nó có vì là vận chuyển nguyên vật liệu nó xa xôi, với lại cả đi lại nó khó khăn nên là nó có, nói chung là nó cũng có chậm tiến độ, và bạn Phen bạn đã chia sẻ với mọi người rồi nên là rất mong mọi người thông cảm cái điều đấy. Mình rất là từ hôm qua giờ là mình rất là thích là đưa Pơ Ai Mí đi vào bản cái bông ấy. Phen thì thôi ngáo ngáo thôi, nhưng còn đâu cái quan trọng nhất, cái mà mấu chốt nhất đó là nhờ các bạn ấy tuyên truyền hộ. Là cái vấn đề là bây giờ mọi người là một là kết hôn, một là cận huyết thống, hai là ốm đau bệnh tật ở bệnh viện này. Bởi vì có thể là Phen người Kinh chẳng biết tiếng Mông, chẳng biết nói. Đấy, nhưng mà các bạn ấy là người Mông, lại người hiểu biết nên nói các bạn ấy dễ hiểu. Đúng rồi. Đấy, nên là thực sự là làm nào một tháng Pơ Ai Mí cái bếp trên bản với cả chợ phiên sang đây khoảng tầm chục lần. Anh bảo rồi mà. Bếp trên bản rất là cảm ơn anh Phen luôn ấy. À, anh là trước kết nhà ấy, Pơ cũng nghe nói là anh Hà Giang. Pơ cũng biết là tới anh Phen là hay đi làm nhà từ thiện cho những hoàn cảnh mà có khó khăn, nhưng mà hôm nay trực tiếp ra thăm các anh chị thì mình thấy thực sự là mình rất là cảm phục cái tấm lòng cao cả của anh Phen cũng như là các bác khán giả của kênh Phen Phen Vlog. Trước là mình chỉ nghe kể thôi, là Phen đi làm công trình này công trình kia để giúp đỡ bà con, đấy là mình nghe kể vì anh em không có thời gian nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì đúng là thực tế luôn, là đến trực tiếp nơi mà Phen giúp đỡ bà con đấy, được các bác trên kênh bạn Phen là hỗ trợ, và bạn Phen là người gọi đúng là người thực hiện cái điều mà các bác ấy mong muốn nữa. Đấy, mà người thực hiện đấy là một người cao cả. Mà có một cái câu nói của anh bí thư ở trên hôm cái tá bí thư tổng còn chẳng lại là lấy cũng là cho học cỡ. Người mình tuy lùn nhưng mà tấm lòng mình không là lùn. Đấy, trên video thì thấy rất là hay, thấy anh Phen kiểu lúc nào vui vui nhưng mà ra ngoài ra lên các bản ai cũng yêu quý anh Phen mà, đúng không? Làm những cái công trình như thế này là mình cũng phải có mình phải để tâm huyết này rồi là làm rất là tốn công hết sức cao thì mình mới có thể cái đường đi lên đây anh ngã xe không đến không dưới 10 lần. Không dưới 10 lần luôn cái đường đi lên ấy. Anh nói thật, đây là tay chân anh em nhìn đây này. Từ công mua nguyên vật liệu là các thứ xây dựng các thứ phải tìm hiểu người mua nữa. Có nghĩa đi bản từ ngày đi bản là mặt mũi chân tay ngã đầy. Đấy. Nhưng mà tôi không kể khổ đây, các bác lại chửi cho bảo thằng này mày. Thế mày ở nhà cho nhanh, nhưng mà ý là mình sẽ không quản ngại. Và đặc biệt mình chia sẻ với các bác để các bác hiểu. Với cả thực ra là anh ấy là có một cái đặc điểm là rất là quý, mong muốn giúp đỡ những người Mông. Phương châm của anh là không muốn bỏ lại ai phía sau. Thật sự mà những người Mông thì ở trên cao nên là tiếp cận văn hóa truyền thống rồi tất cả mọi thứ ấy, là chậm chạp hơn ấy. Người ta thiệt thòi ấy. Có nghĩa là trên cái bước đường của mình đi ấy, mình không muốn bỏ lại ai ở phía sau mình, không muốn ai có hoàn cảnh là người ta khó khăn là hơn mình thì mình giúp được gì giúp. Đấy, nên là cái phương châm của mình thế, mình giúp được đâu thì mình giúp hết. Để anh thôi mọi người ấy thì anh gọi anh xin phép các bác là bây giờ Phen xem cửa xong Phen xin phép được thanh toán cái tiền vật liệu là từ ngày làm nhà là Phen chưa thanh toán. Hôm qua thì đội chuyển vật liệu thì họ cũng bảo là thanh toán bởi vì mới lấy thêm là 2 tấn xi với cả thêm 1-3 khối cát nữa thì bây giờ là đầy đủ vật liệu rồi, Phen thanh toán. Lần trước thì Phen thanh toán cái phần vấn đề bọn anh ở đây hỗ trợ đầu tư thanh toán ở đây luôn. Hôm nay nhờ Pơ giúp làm kế toán đếm tiền thôi. Tôi anh ơi. Đâu cho anh xem hóa đơn nào. Xin được công khai tài chính cho mọi người biết là nhà Tài đấy nhá. Hôm nay là thanh toán là có Tài này. Đây, Tài đây, Đành đây. Với cả gia đình nhá, anh chị em đây biết là bên này là ông cung ứng vật liệu. Tại sao là mỗi lần Phen thanh toán là đều phải gọi người nhà ở đây để mọi người cùng chứng kiến, chứ Phen mà trả thẳng tiền cho ông này ấy, thì mai ông này lại chạy đây đòi ông này là ông Phen chưa giả. Nên là Phen sẽ công bố. Đấy, là đưa cho anh mượn cái điện thoại của anh nhỉ, để anh xem là lần trước này. Là lần trước là Phen đã thanh toán cái tiền mái tôn cho nhà em Tài rồi. Đây, nhà Mã Văn Tài đây rồi. Đấy, nhà Tài là hôm trước là em có nhớ anh trả tiền mái tôn cho em bao tiền không?
Máy tôn kia là 26 triệu. Đúng rồi, 26 triệu 882 nghìn. Đó, là số tiền. Và cái số tiền là trừ mái tôn đi ấy, tất cả rồi ấy, thì là hiện tại đang còn 63 triệu. Đấy, ngày hôm nay thì Phương sẽ tiếp tục là thanh toán cái tiền gạch, tiền cát, tiền xi. Bây giờ anh nhá, ông này cung ứng vật liệu nhá. Em là người nhận vật liệu thì em xem có đúng không nhá. Phương đọc cho các bác biết là gạch là 6.500 viên. Đấy, nhân với 3.000 một viên là 19 triệu 500 nghìn. Xi măng là 8 tấn, bình thường là mọi người chỉ có 6 tấn thôi. Ông này vừa làm không biết là 2 tấn là 8 tấn. Là 2 thêm 2 tấn là 8 tấn. 8 tấn là anh lấy thêm dư ra cho em đấy, là để em tính ra là 6 tấn nhưng mà vừa mới gọi thêm 2 tấn là 8 tấn là 1 triệu 600 nghìn là 12 à 1 triệu 600 nghìn là 12 triệu 800 nghìn là tiền xi măng. Cát xây là 19 khối. Đấy, thường thường là chỉ có 16 khối thôi, nhà em lại lấy thêm 3 khối là 19 khối. Đấy, và nhân với giá 650 nghìn một khối cát là tổng là 12 triệu là 350 nghìn. Đấy, cát chát là 7 khối, nhân với giá 650 nghìn một khối là 4 triệu 550 nghìn. Đấy, đá 1, 2 này, 3 khối là 600 nghìn, 1 triệu 8. Anh đọc này thì em sẽ phải soát lại xem đúng nhá. Sắt phi 12 với phi 10, 125 cân, à 120, à đâu, 10 cân. Xin lỗi các bác, sắt 12 là 10 cân. Nhân với giá 125 nghìn là 1 triệu 250 nghìn. Đấy, sắt 6 là 25 cân để làm cái đai. Đấy, nhân với giá 20 là 500 nghìn. Đấy, đinh 5 là 5 cân. Đấy, là 10, nhân với 3 nghìn 1 cân là 15 nghìn. Đấy, thép ly là 5 cân nhân với giá 30 nghìn là bằng 150 nghìn. Đấy, cút là 5 cân nhân với giá 5 nghìn là 25 nghìn. Đấy, tổng cái số tiền là 52 triệu 940 nghìn. Đây, cho các bác xem qua một chút. Đấy, các bác soát xem là có chỗ nào đúng, chỗ nào sai các bác bảo. Còn cút thì hôm nọ mang về loại cút kia thì giả rồi. Giả rồi à? Vâng. Trả chưa? Trả rồi, giả lại cút xong là lại lấy cút... Lấy cút khác. Cút khác đổi rồi đúng không? Ờ, chứ có nghĩa là người ta đã đổi cho em rồi đúng không? Là với số tiền này. Ừ. À, vẫn số tiền đấy. Ừ. Đấy này là 52 triệu 940 nghìn. Bây giờ Phương sẽ thanh toán là trả cho ông này. Là ông này là không còn vật liệu là xong rồi nhá. Đấy, đây anh thanh toán. Tiết mục này là vui nhất các bác, đếm tiền. Đây, cái khoản đếm tiền là vô thích nhất. Vô đếm đúng không? À, lẻ lưỡi kìa. Đây là cái khoản đếm tiền là vô rất là thích. Nhưng mà những cái việc lớn như này thì nên để anh fan. Đấy, đúng. Fan đếm ra tiền đúng kiểu người Mông cho anh. Chuẩn người phụ nữ của gia đình luôn. Tiền việc lớn là để người đàn ông làm. Y triệu à. O triệu à. P triệu à. 4 là bó tay rồi. 5 này. 6. Giống như chơi tú. 8. 9. Cẩn thận tí chui vào váy nhá. Anh em là biết làm ảo thuật đấy các bác. 11. Nếu mà khô quá thì cứ bảo anh nhé. anh lẻ lưỡi để cho em đếm. Đấy. Đây, cầm cái này cho em. Vào cho em. Mình là về với đồng bào là mình cứ phải làm giống đồng bào. Cứ phải chiêm mô cho rõ. Bình thường là lấy hạt ngô ra cộng ấy. Bọn em biết cộng kiểu hạt ngô không? Chưa. Thế thì phải đi theo anh nhiều nhiều mới biết được. Thì bà con ở trên này kiểu nhiều lúc là khó hiểu ấy. Cứ kiểu một hạt ngô là 1 triệu ấy. Đưa anh xếp trên này cho. À, đây. Tôi với ông chiêm mô. Kiểu như lẻ lưỡi. Quay bông số 8. Quay bông. Cái gì anh, cái gì? Quay bông số 8. Được bao nhiêu nhỉ? Mỗi mô này là 9 phần đấy. Ông đếm bên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Đấy, em cho 2 phần vào đây nữa. 39, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
940.000. Đây 500 này. 900 này. 40.000. Cái này cất cho anh. Đây em nhá. 52.940.000. Em này là em ấy làm quản lý giúp việc cho ông chủ thôi. Lần trước là bảo là ông chủ này không dám quyết. Phe anh trả đủ nhá, 52.940.000. Đây anh đếm lại cho. Một. Thực sự xin lỗi các bác bởi vì mình làm việc nó phải công tâm rõ ràng. Đấy, giải đều ra đây cho các bác biết. Không có dấm dúi gì cả. Không tư lợi một đồng. 1 này, 2 này, 3 này. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 52 triệu. 52 triệu này. Đây là đây 52.940.000. Đây là 940.000. Anh em gửi lại cho anh này. Đấy. Cho em cầm đi nào. Cầm. Trả đi. Bảo là trả cho anh ý là tiền vật liệu là coi như xong. Số tiền này của bác Phó Đức An giúp. Là ông này lần sau là chủ nhà đưa tiền nhá, cấm được lên đòi nữa nhá. Xin cảm ơn chủ nhà. Có điều gì muốn nói không? Hồi hộp quá à? Cũng không có gì muốn nói cả. Anh tưởng mày chia lại cho anh 20 nghe. Tiền này là em mang lại về bàn giao cho chủ nhà đấy. Ok. Bà chủ đấy. Thế là xong cái phần thanh toán đây để phen nhập vào xem là còn xem là còn bao nhiêu tiền các bác nhé, đợi phen chút là số tiền còn lại là còn bao nhiêu đấy. Bao nhiêu nhỉ? 52.940.000. 1 2 3 đấy. Cộng tiền tôn thì nhất là cộng hết vào đây. Đấy, hiện tại là ai già. Thế là nhà em này. Tí phen sẽ gửi cái danh sách công khai này cho bạn lên video các bác biết. Đấy đây này, nhà em là nhận 108 triệu. Đấy, nhưng mà hiện tại là bây giờ là 52 triệu này nữa là bây giờ là 97 triệu 522 nghìn rồi. Hiện tại là còn có 10 triệu thôi. 10 triệu là làm cửa. Là hết rồi. Đúng chưa? Đấy, mà anh em là làm cửa giới hạn trong khoảng 10 triệu, dưới 10 triệu thôi nhá. Đấy, làm quá đây là thôi xong đấy. Là nhà em đó, là anh không biết nhưng mà cái phần xi măng với cả cát ấy là nó nhiều quá. Không phải là do em đập đi xây lại nó hết nhiều đâu các bác, bởi vì đập cái bể phốt đi thì nó cũng chỉ mất khoảng tầm bao xi đúng không? Một bao thôi. Một bao thôi chứ nó... đấy nhưng mà phen thì bên này cung ứng bên này nhận vật liệu. Đấy nên là số cát nó hơi nhiều này, đấy, số gạch hơi nhiều. Cái nền nữa ấy, là nền đợt trước nó thấp bây giờ mình lại tôn lên, cái hai nữa là cái sân nhà em này chắc là phải cáng cái làm cát rộng với lại bê tông ra nó làm nó cũng mất hơn một chút. Đấy là công khai với các bác là số tiền là hiện tại là phen nhận là 108 triệu của bác Phó Đức An. Bây giờ hiện tại là còn có 10 triệu thôi. Đấy là chi hết 97 triệu 522 nghìn. Chi gì như nào thì phen sẽ công khai trên màn hình các bác theo dõi. Bây giờ là tiết mục giải thanh toán đã xong nhá. Em cầm này, đóng cột treo nhá. Đấy. Em ơi, ở lại ăn cơm với bọn anh. Thôi mà em về luôn. Xin phép à? Xin phép cả nhà. Ở lại ăn cơm, rồi mà tí anh em cùng ra. Thôi anh cứ ở với chủ nhà đi. Thế thì anh cảm ơn nhá. Xin chào lại cái
Cái này thôi, thế thì bây giờ đến lại công việc của Pơ Ai Mí giúp anh. À, phần cơm anh em ăn cơm xong là đi về. Ừ. Chưa? Rồi. Ừ. Bây giờ là thịt chín rồi, Ai Mí sẽ múc lên nha. Chị là cầm cái này cho Ai Mí múc nha. Mà nóng. Vâng, thịt đang nóng ấy. Nói là mình phải lấy củ nhiều ấy, thịt mới chín nhanh. Ai Mí với Pơ hôm nay chọn thịt ngon đấy. Vâng. Nói em là hôm nay là nấu một bữa cơm để các anh chị là làm việc làm nhà ấy. Hơi khói. Em yếu rồi sao? Ok. Đó. Chuyện đấy quá bình thường với mình rồi. Lo. Em mình sẽ để ở đây cho nó nguội bớt đi, rồi tí nữa thái sau. Đấy, còn cái nước đấy tí mình cho mì tôm vào. Dạ vâng, đây này. Nước thịt luộc thịt này là mình sẽ làm mì tôm. Bây giờ mình gần ăn rồi mình cho. Bây giờ mình bóc trước đi. Đấy, mình bóc ra cho vào. Các bé ở trên bản, anh Phen có nói là các bé ở trên bản là thích mì tôm nên là mì có mua ít mì tôm về lên. Đây, mì chị, anh chợ phiên Tây Bắc là đã mua ít đồ lên cho mọi người. Nhưng mà em cũng đúng, các bé em cũng thích mì tôm. Nghe nói là Yến có thể ăn hết 5 gói mì tôm Kukumi này cả nhà. Mì tôm ăn 2 ngày. Có phải không Yến? Dạ. Nói đây là cũng là phát hiện tài năng mới ấy. Nó nhỏ thôi mọi người. Đây để cái gói này tí nữa là mình sẽ bỏ ra. Lấy cái vỏ dầu này ra. Cái gói ra. Mình lấy gói súp thôi. Dạ vâng. Dăm ba nhà có. Dạ họ nó tải. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị thái thịt. Rồi. Ủa đất gì hả? Ủa đất gì hả? Đất chị chuẩn bị là làm món... Nhất thì... Nhất thì... Không phải mẹ thì... Có mua mà... Để em nói cho... Thì thái rồi đấy. Cái tí Ai Mí thái. Xong là lúc nào gần ăn thì Pơ mới cho nước không vợ? Dạ vâng. Bây giờ là Pơ sẽ... Chị bảo nó sẽ... xào với cái măng này. À có cả cái măng xào à? Mỡ. Đây là à, măng. À được. Em chỉ cho dở là chua. Người Mông mình là hay ngâm măng chua. Pơ với Ai Mí nấu kiểu gì ngon? Không ngon cũng phải ngon. Đấy là chỉ biết nấu những món của người Mông ở trên bản thôi anh ạ. Đó. Chị nghĩ đủ ăn vậy. Đâu còn đau mi thì là chứ à? À nên là cho nó to à? Đó, mình có cái lớp mua cổ phí mà. Mua cho mình đúng không? Chuyển à? Chị đây, để lấy cái này. Dầu nóng ấy chị Vân. Cái này phải ăn nhiều dầu. À, ăn nhiều dầu. Cái này là phải đủ rán rồi. Nhưng mà mua lâu mình chỉ mang to thế à? Anh bảo là nhiều dầu mới ngon chị vợ, nhiều mỡ mới ngon. Đây anh chị là thích ăn nhiều dầu ấy. Lâu được lùa vợ. Đủ hết mà chị. Bác mua khiến nhiều lò nữa. Có, mình chỉ à. Chị lấy thêm nữa. Trên này là nấu đơn giản, không cần phải trên cái gì cả, mình chỉ xào với thôi. Nên là cho thêm một ít thịt lợn các bếp nhà Ai Mí là cũng ngon đấy. Nhưng mà Ai Mí ở nhà xa quá. Cho nó cũng mua chế tí ra. Cho thêm vào đi. Hôm nay là mọi người làm việc nhiều nên là mình sẽ nấu nhiều hơn. Cô sẽ cho thêm ít mì chính vào đây. Mì chính này cho nhiều. Cho ít thôi, thế là đủ anh ạ. Cho nhiều anh. À vâng, bà con trên này là thích ăn mì chính ấy. Để sợ quên luôn người yêu cũ. Vừa nói chuyện này ăn nhiều quá là quên yêu cũ. Vâng, cái này bé bé mà em cho chưa vừa. Nó được rồi anh ạ. Nhá, nhiều lắm rồi phải không? Em cũng muốn chế anh nhá từ. Cái này mình xào với ớt đúng không ạ? Lấy cái này đi làm luôn đấy. À vâng, đây anh biết thái thái thịt luôn nhá. Chưa quấy chưa? Để gói lên nhỉ? Đây lấy cái cho vào đây luôn, cho là úp vào luôn. À cho múc múc cái vào mì tôm nên mình bỏ ra ngoài ấy.
Yến, Yến, Yến giúp múc cái mì ấy vào. Em lấy cái bát này múc nhá. Thật ra thì là ở nhà anh Mí là cũng hay đi nấu cơm với các bạn ấy. Với lại là anh Hải bảo là mình đi hay cùng anh Hải là anh Hải và thái thịt là phải thái miếng to nên là Mí sẽ thái miếng siêu to. vừa ăn mọi người. Bé ở bên anh gọi là kẹt sỉ. Thái miếng kẹt sỉ. Một là ăn cơm đóng cửa nhà là không được rồi. Là không được đóng cửa, ăn cơm mở cửa để cho khách vào. Nhá, mình tận dụng miếng súp hàng làm nước chấm luôn. Này Mí vừa hôm nay mua thịt, cũng là thịt lợn của bà con đấy. Đây là thịt lợn đen luôn ấy. Đây tác phẩm. Anh em mang đây. Đây, em đặt cách cho anh thử miếng này. Anh xin nhé. Xin phép các bác nhé. Để chọn em miếng tôm của đây, anh ăn miếng này. Miếng này nó có tí mỡ mỡ nó mới ngon. Dạ. Em lấy này đậy lên anh nhé. Mọi người thử xem là có phải không ạ? Đây này, cái da lợn dày này cả nhà. Đây đúng chuẩn lợn bản đúng không? Đúng chuẩn lợn bản đúng không? Này phép. Cho nó của cho cuốn à. Cho mình chị. Xin phép ở nhà mình muối mì nhé. Vì đời thịt lợn là nhất mình mua, mình thấy nó ngon. Mà đúng rồi, thịt lợn là... Em có nhớ nó cho cuốn muối cao. Nó đang nóng nhắm mờ. Cho cuốn muối cao. Nhớ lúc bình đó lỏ. Anh bón cho ai mí miếng. Anh hai đều ạ. Hôm nay mọi người trên này vất vả được một mỡ cơm một thịt. Tuyệt vời luôn. Hôm nay là có anh Phen Phen ở đây nhìn anh Mí thái thịt hơi run đi. Anh nghĩ là thái miếng kia đi, có chỗ này có xương để tí thái sau nó chưa nguội đấy. Vâng. Nhưng mà anh Mí thái chuẩn luôn, đúng thớ luôn. Các bác mà thái ngược thớ thì nó sẽ không đúng rồi. Nhưng là anh Mí rất là tinh tế nha, và nhìn miếng thịt rất là ngon đấy, biết cách thái luôn. Nếu mà thái kiểu mà ngược thớ nó sẽ bị dai. Đúng rồi. Vì đấy là nó dọc thớ, đúng rồi. Đây là thái ngang. Hơi nóng. Thôi được rồi. Đấy, anh quạt quạt. Anh quạt thịt miếng thịt. Chị ơi, bơ này. À, ô cái mang mang chị cho nước vào à? Cái đấy là canh à em? Cái ao này là bạn ấy hả? Chị bảo là chua quá thì cho lên nước anh. Măng này các chị là để lâu ấy. Để ăn lâu ăn dần ấy, làm nhiều để ăn dần nên là nhiều khi là sẽ chua. Nước măng chua rồi đúng không? Nó mềm mén thì phải cho canh nhiều mà. Nhưng mà cũng nhận là ai Mí thái thịt giỏi thật. Em là đi lên bản suốt mà. Anh mà đi cùng ai Mí kiểu này xứng đáng với anh yêu nhưng mà vẫn chưa anh nào. Đây đang nhờ anh Phê Phê là tìm tìm chồng cho ai Mí đây. Ai Mí là thích Hà Giang lắm. Thích Hà Giang. Vâng, thích khung cảnh bà con Hà Giang thân thiện. Như thế là có sự kết nối giữa hai tỉnh luôn. Quan hệ đối tác rộng lớn. Từ Lai Châu sang Hà Giang là đi qua Lào Cai. Đứng lại uống nước thôi. Dù là có nghỉ. Chị vừa bảo là ở Hà Giang này có gần chỗ chị là có cô dâu dâu lại từ Lai Châu sang ấy. Nên là để lấy chồng ấy. Nhưng mà đúng là thật là tuyệt vời cho nếu mà ở Hà Giang mà lấy được một trong ba cô này. Có khi anh lúc đấy phải anh mà mấy bạn này mà ai mà lấy chồng Hà Giang xin tặng đúng quả giường siêu to khổng lồ luôn. Uy tín thật. Anh nhớ nhá. Có camera ghi lại rồi. Khi nào là em lấy chồng Hà Giang thì mình mở lại video này mình xem. Vẫn phải đòi là anh fan fan. Ai lấy chồng Hà Giang thì tặng em một giường, cái giường siêu to khổng lồ. Nói uy tín. Thế này cuối năm anh nhá. Không biết cuối năm nào. Cuối năm nào. Miễn là không, có nghĩa là không cần năm nào, miễn là nếu mà lấy chồng Hà Giang. Còn lấy chồng khu vực khác thì thôi. Đương nhiên. Phe nói rồi, lấy chồng Hà Giang sẽ được một chiếc giường siêu to khổng lồ.
bốn chân đóng bằng sắt luôn. Đấy, đó. Tối gọi là chị đuổi người. Chị nhảy số nhanh. Tối đuổi nhau trên giường cho nó thích. Nhưng mà là anh fan fan, đây là các chị là bà con, đây là yêu quý anh fan fan lắm ấy. Vừa nãy là bà con xưng hô với anh fan fan là như là một người anh trai, một người trong nhà ấy. Và là anh biết, trai fan fan, chứ là còn, không phải là anh nữa. Mình còn biết hỏi mấy câu hay hay rồi, nhưng mà sợ PU ai mới cười, mới hỏi, mới học được. Dạ, anh cứ hỏi đi. Cứ thoải mái đi. Hỏi thử nhá, hỏi thoải mái nhá. Hôm qua chồng về đúng không? Vâng. Cái gì nhỉ, hôm qua là tròn đế à? Tròn đế một bữa hăn to tê à? Hiểu không? Em không hiểu. Trong đế, trong đế một bữa ăn tao tê. Hiểu không? Giờ đất chứ nào. Giờ đất chứ. Thật tí là chê, thật tí cho một người ăn tao tê. Là cái gì? Thế này thì không phải hãi phen rồi. Đấy. Là gì hả chị? Tròn đế là tối qua một bữa là đi ngủ ăn tâu tề là bao nhiêu số lượng bao nhiêu lần đấy. em còn tưởng là buổi tối đi ngủ có cầm tay không không đếm số lượng tối hôm qua đi ngủ có là bao nhiêu hỏi chị là tối qua bao ăn tâu tề hắn tâu tề à yêu big brow chị chào ở cổng xia bao nhiêu lần Hai lần chị cũng thật thà quá trả lời đâu, một hai lần chị chồng của chị là anh Quân đây này là đi làm tối hôm qua mới về đấy nên là mẹ cũng khai rồi rõ ràng hai lần các bác bà con ở trên mình thật thà lắm cả nhà thực ra là Phan ấy học mấy cái câu hư hư nhanh lắm còn đâu mấy câu ngoan ngoan thì học mãi không được Ôi, cái mì chín rồi. Chuẩn bị, mì thái nhanh rồi để mọi người cùng ăn cơm luôn nhá. Nhất là nhỉ lò, nhất thì tìm ra. À, bây giờ là chuẩn bị ăn cơm thôi cả nhà. Bây giờ cân đo đong đếm là do tất cả... cái khúc chia thịt là cái khúc mà quan trọng nhất. Đây là người... Em ba mâm nhé, ba mâm nhé, chia là ba mâm. Ăn chia mà không đồng đều là... Đây là người chia mà lệch cái là... Nhấp bù, nó nhấp về nó. Nè. Để tới đây, đây cho miếng xá. Đây đây chị. Dạ. Này. Em múc. Nha này. Ta lấy. Anh đi. Ba mâm đúng không? Ba mâm. Anh đi. Để ta nó mãi. Bên này ha. Bái. Mà bái cho cái này. Cái chó. Mà tuôn lấy cho nó. Đây là ông mềm mén ở bên này. Dạ. Để miếng này. Để tôi chỉ ta lo ạ. À đây, anh để. Còn cái mì tôm này. Mì tôm là tí. Còn đây sao đây à? Ta múc cho cầu nữa. Vâng. Đây, rồi chế mà hà lên xin nè. À má. Từng ngày mình bác mình ha. Dấu à, tài của ý. Của ý, xuống đi, xuống đi. Tài kia chị ba mai lạ. Mai lạ. Yến này, múc cơm cho mẹ. Yến này. Yến này, em chia đũa ra kia đi. Cái này cái tác. Đây là. Đây là mãi. Kết. Nhà lâu các bác lên luôn nào. Hôm nay ăn ở nền nhà mới luôn. Cho anh mì tôm. Dạ đây em lấy chia cho mọi người. Để ai mì chia ra đây. Bé bé dầu dầu á. Nhà mì nhiều luôn nha. Cho anh xem bát mì tôm. Chị Pơ ăn cơm hay là ăn mềm mén hay là. Đây, chia cho các anh mềm mén đi. Chia được này, chia được. Để lau lưỡi nhân nó. Đấy, chân thoải mái. Là làm sao ở trên. Đấy, mọi người ngồi. Yến gì vào trong này. Để lau lưỡi nhân nó, để lau. Mình nhỏ có nhân không này. Không một tí nữa. Ừ, có này là tí nữa. Có nhân nó. Cho không kìa. Ê, ơn đi, ơn lấy nhân nó mà. Để coi nhau không à. Thân sẽ có này. Nhất tẩm không? Lớt sắp không?
nó giống nó. Giọng này nhỉ. Mì ăn giống thế. Mọi người là thích ăn canh mì. À, tớ. À, ai cũng muốn ăn canh mì tôm ấy. Ủa chỉ giống mô hiểu nó nói nên thịt bao hả? Ừ. Con nỉa. Không ăn gì không? Có là lá chứ nào. Nỉa. Cái mèn mén cho anh ý là nhỏ ấy. Dạ. Nè, mèn mén to này. Để em múc. Đây mọi người để bên kia chia nhau nhá. Đây em múc mèn mén cho mọi người nhá. Ai ăn mèn mén em múc ạ. Anh lại thích cái mèn mén nhỏ. Dạ, đây em múc. Em là ăn gì? Ăn mình đây ạ, em mời. Ờ, anh xin. Hôm nay là ở nhà bé em mì tôm mát mà. Tài là nấu hai loại mèn mén. Một loại to là kiểu là như cho anh em mình dễ ăn hơn, nhưng mà mình thì đi chợ phiên nhiều nên là mình thích ăn cái loại mèn mén nhỏ như bà con. Bao cho nhỉ? Món món sợ. Dạ. Món nào không món nhá. Nè. Em gửi đưa bác chị đấy cho con. Có cái tay kia điện cho con nhá. Nó mò. Nó mà, nó mà. Nó mà. Nó mà. Ông mời cô chú ăn cơm à. Nó mò. Em mời các anh chị ăn cơm à. Mời ở nhà nhá. Chị ảo thôi này. Tên lỏ. Chai à, chai à. Tên lỏ rồi chị. Ừ. Mời cả nhà ăn cơm nha. Con mời chú ăn cơm ạ. À. Gắp thịt. Mời ăn cơm ạ. À. Đây em mời anh chị ăn cơm. Đây cô vừa bảo là không có gì, chỉ có ăn mèn mén cơ. Ăn mèn mén là vui lắm rồi. Thật sự là bà con là rất là yêu quý anh Phen đấy. Xem đủ bát chưa? Anh chị em mình đấy ăn cơm với nhá. Con thịt thôi ạ. Con cơm ạ. Này là mình mua ít thịt với lại là chị Pơ với lại cùng chị nấu măng chua. Nên là hôm nay bà con có bữa ăn. Mời mọi người các nào, từ xin nào chào á. Ờ. Này mọi người ăn, anh chị ăn cơm ạ. Cho tôi ở khoảng tầm tôi 15 với người Mông thì tôi học được hết. Không đến 10 năm đâu nhỉ? Không đến đâu. Nhưng mà cái ăn ngô lại dễ ăn hơn nhỉ? Đúng rồi, cái đấy là có sự trộn thêm dễ ăn hơn. Nhưng mà anh thích ăn cái ngô nhỏ thì là nó anh chơi mó hả? Ừ. Ngô nhỏ này nhai lâu rồi. Dạ đúng rồi. Tại vì anh hay chợ phiên đấy, anh cũng hay ăn luôn rồi. Anh hôm nay là có khách quý này, các cô, các chị mới đặt cách làm một bột mịn rồi đấy. Cũng là hôm nay Tái ơi, bây giờ báo cáo với mọi người, gia đình mình là hôm nay là có ba bạn rất là xinh đẹp, cũng là người Mông mình. Đấy là, đây là bạn giới thiệu là Ái Mí này, đấy, người Lai Châu. Đây là giới thiệu với mọi người em Yến ở Lào Cai. Còn đây là Pơ xinh gái đến từ Lai Châu. Còn đây, anh này anh chợ phiên Tây Bắc. Anh tên là An. Thì là hôm nay đến với cả gia đình mình ấy thì là anh chợ phiên Tây Bắc có giúp cho nhà mình là có một ít kẹo bánh này, ít mì tôm này. Với cả ít gạo nữa. Còn đâu kênh của Bếp Trên Bản là bảo là không biết là sẽ tặng gì cho mọi người ý nghĩa thì bảo với Phen bảo là với bà con ở vùng cao mình ấy thì là chỉ có một bữa cơm có thịt là sẽ là vui nhất. Các em đã mua một thức ăn này, mua thịt, tất cả là thịt là của bên. Cảm ơn anh An. Mỗi anh An thôi à? Với anh Phen với các anh chị. Để anh nói nốt là qua đây thì anh cũng xin được trân trọng cảm ơn Pơ, Ái Mí, Vĩ Yến, cảm ơn anh chợ phiên Tây Bắc đã đến với vùng cao, đến với bà con mà trực tiếp là mua thức ăn nên nấu một những bữa cơm cực kỳ ý nghĩa, đúng chuẩn theo cái tên kênh của mình Bếp Trên Bản. Cũng mong là các em đến với vùng cao Hà Giang anh nhiều hơn nữa
cũng có thể mong muốn là đồng hành cùng các em nhiều hơn nữa. Anh thì có thể là ngao ngao làm công việc ngoài, còn đâu cũng mong các em là thi thoảng đến động viên bà con, một là tuyên truyền về văn hóa truyền thống, hai là giúp anh có những bữa cơm như này, nó tình cảm anh em mình có sự kết hợp. Đấy, thì là cũng trân trọng là cảm ơn các em. Giờ thì Phan cũng xin phép các bác cho mấy anh chị em mình ăn cơm giao lưu với cả gia đình đây. Cũng xin phép chào các bác, cảm ơn các bác đã theo dõi video của Phan, và cũng như anh Chợ Phiên Tây Bắc theo dõi kênh Chợ Phiên Tây Bắc, và bạn Pơ Ai Mí Bếp Trên Bàn, trân trọng cảm ơn mọi người. Hy vọng rất là nhiều là thời gian tới là Pơ Ai Mí Yến Chợ Phiên Tây Bắc đồng hành cùng Phan nhiều hơn nữa. Giờ Phan thay mặt mọi người xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phan. Mọi người chào nào.